Tử vi tuổi Mão, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Có người sinh ra sung sướng đủ đầy, nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra thuộc muôn vàn khó khăn, nhưng bù lại, được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói. Từ đó, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa vui sướng khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tuổi Mão cũng như vậy, sau sự kìm hãm của thầy Tuế trong năm 2020, bước sang năm 2021, con giáp sẽ có cơ hội đổi đời giàu sang, gặp được nhiều điều may mắn, cát lành. Giúp cho công việc phất lên như diều gặp gió, thành công rực rỡ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của người tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, tuổi Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm 2021, do thoát khỏi cục diện hình thái tuế, năm Tân Sửu sẽ đánh dấu sự trở lại bình ổn xuyên suốt vận trình cả năm của người tuổi Mão. Thời điểm này, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Bản mệnh cần tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Bên cạnh đó, thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư. Nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều, vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tăng môn, tuổi Mão sẽ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu căng ngạo mạn, kẻo cuối cũng không kịp. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm, và từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Người tuổi Mão trong năm Tân Sửu đã không còn bị thái tuế che mờ. Năm mới, tuổi Mão dần suy nghĩ tích cực, trí tuệ mở mang, thêm một chút tham vọng, vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật, thậm chí có thời điểm ngã bệnh vì căng thẳng công việc. Sau tất cả, thiên quan mang tới không ít cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt. Để có thể tận dụng vận may và thời điểm này, người tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy
vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của người tuổi Mão. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi và phát triển hơn trong thời gian này. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Mão không biến động mạnh. Một phần do ảnh hưởng khách quan của thời vận, một phần do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Nguồn thu nhập phụ có tăng do có thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn. Đòi hỏi bản mệnh cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn được mọi việc. Hơn nữa, thời điểm này sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỷ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến tiền bạc trôi sụt, có lúc suy, có lúc không, tài chính nhiều bất ổn. Rất cần có khoản tích lũy từ trước, nếu không có, cuộc sống đôi khi cũng bế tắc. Cho nên, để có thể tăng tài lộc và may mắn, người tuổi Mão cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Là một trong pháp khí của nhà Phật, vòng sẽ giúp tuổi Mão tăng cường vận khí, cải mệnh, tránh tà ma và hung tinh. Đồng thời, vòng sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm may mắn đối với những người tuổi Mão còn độc thân, bởi trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi bản mệnh phải chủ động tìm kiếm. Chỉ khi đứng dậy và đi, tuổi Mão mới có thể tìm thấy chân ái của cuộc đời. Với những ai đã có đôi, có cặp, thời gian này tình yêu thăng hoa, có thể tính đến chuyện kết hôn vào thời gian này. Tuy là thời điểm mặn nồng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách, nếu vượt qua thì mới lâu bền. Tình cảm vợ chồng khá tài hoa, hài hòa, gia đạo nhìn chung, yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nếu muốn sinh con, các cặp đôi nên có sự chuẩn bị kỹ càng về cả mặt tinh thần và tài chính, để đứa trẻ sinh ra được hưởng cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Để có thể kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời kích hoạt vận đào hoa cho bản mệnh trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu không xung khắc mạnh với Thái Tuế. Bản mệnh có thể an tâm về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người có ý thức hơn về việc rèn luyện, nâng cao thể chất hay chủ động thăm khám để phòng ngừa bệnh tật, nên sức khỏe trong tầm kiểm soát. Nếu có, cũng chỉ là ốm vặt, đau yếu, qua loa. Chỉ có điều, những thời điểm thiên cẩu hung tinh rình rập, bản mệnh đừng quá lơ là, mất cảnh giác. Nếu không, sẽ có thể bị té ngã hoặc va quẹt xe cộ. Tuổi Mão nên thận trọng vấn đề đi lại, ắt tránh được họa này. Bên cạnh đó, trong thời gian này còn có tam môn hung tinh chiếu, gia đình có tang chế. Bản mệnh cũng đừng vì thế mà quá đau buồn, kẻo ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Để hạn chế và hóa giải những hung tinh và vận xấu, thì thầy phong thủy khuyên tuổi Mão hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ chiêu mời quý nhân bảo vệ và che chở bản mệnh trong thời gian này. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh cho người tuổi Mão. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Mão trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Mão trong thời điểm này để có thể hiểu rõ hơn. Quý Mão, sinh năm 1963. Tử vi nửa cuối năm của các bác tuổi Quý Mão cho thấy rằng khoảng thời gian này không có nhiều biến động đối với các bác. Trong năm Tân Sửu, các bác vẫn đạt được những bước phát triển nhất định trong cuộc sống, nhưng không quá rõ ràng. Cho nên các bác cần phải tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian tiếp theo thì mới mong đạt được kết quả. Về phương diện tài lộc, các bác tuổi Quý Mão vẫn có cơ hội gặp được một vài cơ hội kiếm thêm tiền từ các công việc đầu tư, công việc tay trái, nhưng không nhiều. Tốt nhất,
cần cẩn thận khi đưa ra các quyết định, tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Điều quan trọng mà các bác cần nhớ trong năm nay là chớ nên tham lam, biết dừng lại đúng lúc. Thứ hai, tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trong năm Tân Sửu, cô chú tuổi Ất Mão không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế, cho nên nửa cuối năm chủ yếu là một khoảng thời gian dài bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, cũng do đó mà cô chú tuổi Ất Mão khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Cho nên cô chú cần luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội, đừng nên lơ là, được đến đâu hay đến đấy. Nếu không cô chú sẽ dễ thụt lùi so với đồng nghiệp. Ngoài ra, cơ hội kiếm tiền cũng không đến một cách thường xuyên. Cô chú cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh cháy túi. Đặc biệt là các cô chú làm đầu tư, kinh doanh, tốt nhất không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn hối tiếc về sau. Thứ ba, tử vi tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Trong 6 tháng cuối năm 2021, phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp của anh chị tuổi Đinh Mão có thể gặp được một số cơ hội để phát triển. Nhưng thành quả đạt được chưa giúp anh chị có thể đạt được bước thăng tiến rõ rệt. Do đó, anh chị tuổi Đinh Mão cần phải kiên trì với những gì mình làm cho là đúng, nên đừng dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục tiêu đã đặt ra. Ngoài ra, trong thời gian này, anh chị cũng không nên tham lam, chạy theo cái lợi trước mắt. Tốt nhất, hãy chậm mà chắc, rồi anh chị vẫn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thứ tư, tử vi Kỷ Mão, sinh năm 1999. 6 tháng cuối năm 2021 là một khoảng thời gian yên bình đối với những bạn sinh năm Kỷ Mão. Mọi việc về cơ bản vẫn duy trì ổn định. Thời điểm này, các bạn có thể bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Đó là tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc làm. Tốt nhất, các bạn không nên quá lo lắng và hấp tấp. Hãy bước những bước chậm mà chắc, bởi chặng đường tương lai phía trước còn rất dài. Ngoài ra, trong thời điểm này, nhân duyên của các bạn khá tốt, nhưng đường quý nhân thì không vượng. Muốn đạt được điều gì, cần phải dựa nhiều vào công sức của chính mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Mão trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, những mệnh chủ tuổi Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, bản mệnh đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi bản mệnh quen được nhiều thêm đối tác, bạn hàng mới. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mão trong tháng này lại không được lý tưởng cho lắm. Có thể bản mệnh đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này, những mệnh chủ tuổi Mão không gặp phải biến cố gì quá lớn. Nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn. Bởi bản mệnh ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận những nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Bản mệnh có thể dành khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Bản mệnh không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Tháng 9 âm lịch. Sức khỏe của những gia chủ tuổi Mão có những chuyển biến rất tích cực trong tháng 9 âm lịch. Bản mệnh sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp bản mệnh kết giao được với nhiều bạn bè mới, nhiều đối tác mới triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Cộng thêm các tinh phù trợ, sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến triển đều đặn. Chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Tử vi tháng 10 âm lịch. Sự nghiệp của những người tuổi Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này. Chủ yếu là vì bản mệnh thường xuyên lơ là, thiếu tập trung nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc. Thậm chí, có người còn nảy sinh mâu thuẫn với những người làm lãnh đạo,
gây ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai gần. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này. Bản mệnh cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn. Nếu không sẽ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch cũng không được lý tưởng, nhất là về tài lộc. Bản mệnh không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng. Bản mệnh cần chú ý các chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bản mệnh không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi có cặp cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng chạp, vận thế của những mệnh chủ tuổi Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua, bản mệnh đã làm việc vất vả, và đây chính là lúc bạn nhận được thành quả của mình. Thời gian này, những mệnh chủ làm ăn, kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm. Những mệnh chủ làm công ăn lương cũng có cơ hội được cất nhắc, và đó chính là phần thưởng mà lãnh đạo dành cho bản mệnh. Ngoài ra, các mối quan hệ của bản mệnh phát triển tương đối thuận lợi, bản mệnh có cơ hội quen được với nhiều đối tượng triển vọng, giúp ích cho sự nghiệp hoặc tình cảm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Mão. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.